Hôm đó hôm đó thì mua ở chợ bún rồi nay mua. Nhưng mà không biết là chung cái chỗ hôm không không cái này khác à, khác chỗ nữa, khác chỗ. Rồi khác chỗ. Cũng rồi mà chú mới cũng vừa hả chú? Chúng rồi, nó đó. Nhưng mà điều đặc biệt là chú mỗi lần đến đây là đều thấy con Năm là đều rung hả chú? Không phải, nói chứ tại ăn cái giò gà riết nó gùng á chứ mình nói cho nó vui vậy chứ. Trời chú chứ mình với chú mà làm gì khớp. Trời ơi, thương ông gần chết mà khớp cái gì. Chú làm nãy giờ mấy con ghi nhận quá chừng không? Nãy giờ mình cũng tưởng đâu gặp con Năm mà không có đâu. Trời ơi, vậy là rung là còn cái nữa là phải ăn cho hết. Ăn một bên là nó rung. Đấy vui à. Nói cho lên mã con Năm là quý rồi thì điểm sao cũng muốn đi lắm để dù lâu lâu cái mình không thấy cái mình đi lên đây nó lã gì đâu á sướng gì đâu vậy đó không có gì hết trơn á. Lên tới đây rồi là y như mình nghe được đúng rồi ca cậu dùng cổ vậy đó ha. Đúng rồi hai giờ mình ca cậu dùng cổ luôn rồi chứ trời ơi biết ca đâu trời biết ca cũng quất liền á chứ dễ gì tôi không có cái đoạn nào đâu quất liền á chứ mà không biết ca chứ còn biết ca thì nói gì nữa trời. Tại vì thấy có khi lên đây có nhiều người chia sẻ, ví dụ có được rồi cũng có nhiều người chia sẻ thì mình thấy nó không có đúng. Tại vì sao là lý do không đúng không? Tại vì chia sẻ trong gia đình đó không được nên chia sẻ. Tại vì tôi á lên đây thì tôi cũng đóng góp, ai đến đây thì thắp hương cậu hay là đốt cho cậu cây hương thì cái đó là mình vui lắm rồi. Rồi mình cứ chúc làm sao mà cậu về cõi Phật, ví dụ vậy thôi, chứ mình cứ nhiêu đó thôi. Chứ mình đừng có đi sâu vô, mình đi vô gia đình người ta hoặc này kia, đừng nên đi vô gia đình. Ví dụ vậy. Tại gia đình thì sao, có người ta giải quyết rồi, chứ không có gì hết trơn á. Đúng rồi. Còn mình đến đây rồi thì mình cứ bình thường, ví dụ mình cứ thương cậu thì mình vẫn đến đây. Có nhiều người cũng có thiệt biết rằng người ta bút xúc thiệt cũng có mà mình kiềm chế lại chứ đừng có lên vậy. Tại vì mình sau mình cái khi mình nói nhiều một không đôi khi có nhiều người ta cũng đồng lòng như mình, có nhiều người ta biết rằng người ta đồng lòng á cậu buồn mình nghĩ lên đây mộ cậu mình nói cái này cái kia thì cậu buồn phải không? Mình cái gì cũng vậy để cậu vui là được rồi, mình cứ yêu cầu như đó thôi. Đúng rồi. Còn có khi hôm đó có cái bà cô nữa, bà giọng giọng cô cậu không có đâu cậu, trời ơi phước đức của cậu biết bao nhiêu mà nói, mà cậu không phải người thường đâu, dễ gì mà ai mà làm gì được cậu, thật tế vậy. Tôi thậm chí như tôi bảo đảm luôn 100% luôn, ví dụ ai thì tôi không bảo đảm thiệt, chứ còn cậu thì vô tư không bao giờ mà ai mà thấy với cậu thật tế như vậy. Cậu là trời ơi thôi, cậu là thôi không có, mình không có nói được rồi, tại vì cậu không phải người bình thường đâu. Thì mình cứ như đó thôi. Tôi cũng lên đây tôi cũng yêu cầu, ví dụ bà con cô bác đến đây cái gì cũng vậy, đến đây phát cho cậu cái hương là cậu cái cậu nằm xuống vậy chứ cậu cũng thương, cậu cũng mến lắm chứ bộ đâu phải giỡn đâu. Mình đến đây là thấy cậu mến rồi thì mình cứ đến đây mình cứ bình thường chứ đừng có nhắc đến cái chuyện này chuyện kia, mình góp ý như vậy. Nói chứ mà mình cứ đến đây mà mình cứ nấy nghĩ kia thì đôi khi cũng đối chứ sợ cậu là biết bao nhiêu, từ cả nước Việt Nam mình tới cả nước ngoài luôn đó, thương cậu lắm, không bao giờ mà ai mà làm cái gì cậu được đâu. Chứ còn người khác là tôi không bảo đảm người khác thì tôi không bảo đảm thiệt, chứ còn cậu là tôi bảo đảm 100% luôn là cậu là người tốt, cái gì cũng không, thậm chí bây giờ mình nói mình giờ mình muốn cậu cái gì mà mình khử ra cái gì cho cậu xấu á, mà cậu không có xấu, không có gì cũng tốt chừng đâu á, trời ơi cái gì cũng là tuyệt đỉnh hết. Nói vậy thôi chứ còn tôi có yêu cầu vậy thôi, chứ còn đến đây thì tôi rất là mến cậu, tôi đến đây thì nhà nước luôn chị, nói chung là thương cậu mến đây, đến đây thì yêu cầu vậy thôi đó, thì cũng đơn giản vậy thôi. Mà cậu á, tôi nói luôn á, cậu là cứ dưới dạy hoài luôn đó, cứ dạy hoài luôn đó, chứ không có mà ấy đâu, cứ cậu dạy hoài đó. Tại vì biết sao, mình là một YouTube, mình quay ví dụ là mến cậu rồi biết bao nhiêu khán giả mến nữa. Trời ơi, cậu là tuyệt đỉnh, không có chơi được cái chỗ nào hết.
chú là mình tới đây là vì thương cậu, thắp nhang, rồi đúng. Đúng rồi. Gắm hình của cậu. Rồi mình chia sẻ cậu hồ đó sao, chịu tích cậu sao sao này kia đó, mình cứ chia sẻ chỗ đó thôi. Chứ mà đừng có chia sẻ trong gia đình. Đó thì mình cứ tôi cũng yêu cầu cứ các khán giả, các người mà hâm mộ cậu thì đến đây thì cứ vô tư, đừng có nghĩ ngợi cái chuyện như cậu này kia thôi. Đó. Chứ cậu thì cậu mến lắm, thấy đó anh em đồ này kia đến đây cậu rất là mừng á, chứ không phải cậu đi đâu cậu còn làm đó đó. Đi đâu không có đâu. À, cậu rất là thương lắm. Quý mấy người ở đây là mấy người mà đến hâm mộ cậu á. Quý lắm. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chú cũng nói đúng ý với tất cả những khán giả mà yêu thương cậu, vậy. Vì cậu mà tới đây. Đúng rồi. Thì đó vậy thôi. Chứ giờ mình cũng thương cậu thì mình cứ đến đây thì thắp hương cậu. Chứ còn mà cái hiếm lắm có cái người như vậy lắm, tôi bảo đảm 100% luôn, không bây giờ có cái người như vậy đâu. Cậu là số 1. Cậu là số 1, không có ai mà qua cậu. Cảm ơn chú rất là nhiều ạ, chú cũng đã chia sẻ rất là thiết thực luôn. Tại vì cậu không có cái gì, mình thậm chí mình lên đây mình hờ kiếm cậu cái gì mà xấu xấu rồi chơi cậu, không có, đâu có đâu. Đâu có cái gì mà cậu xấu đâu. Cậu cái gì cũng là tuyệt vời hết. Cái gì là cậu cũng ngon hết trơn á, cái gì. Vậy thôi nha. Dạ, ok, cảm ơn chú. Chú cũng rồi, đem, rất là nhiều dừa để cho cậu Năm uống. Thì khi mà cậu Năm uống á là thì đến đây thì cũng cúng cậu mấy chai dừa. Dạ. Rồi cũng mấy em cũng thỉnh uống cho nó mát. Dạ. Cũng ít lòng nhiều chứ không có gì. Cảm ơn. Rồi vậy đó thôi. Khi mà cậu uống dừa, cái giọng cậu sẽ thanh thoát, cậu sẽ hát hay hơn nữa. Và nếu mà cậu Linh là số 1 thì đúng, không ai là số 2. Quá tuyệt vời. Số 1, đúng. Không có cái gì mà chơi không được hết trơn. Không có gì điểm gì mà không chơi. Không có điểm nào mà được cậu... kiếm cái điểm mà xấu xấu mà chơi mà chơi được đâu, có cái gì nào xấu đâu. Cậu cái là gì cũng tốt thôi đúng không cậu? Khen không. Không bây giờ ai đến đây mà có người nào mà chơi tôi thua cái gì thua. Hôm nay là 2 tháng mấy, gần 3 tháng trời rồi đó. Ai có khi nào đến đây mà chơi cậu không? Ai cũng khen hết trơn đó. Ừ, trong nước tới ra ngoài đúng nước, rồi ai cũng khen cậu hết, tại vì cậu là tuyệt đỉnh rồi, mãi đỉnh mà, mãi đỉnh đúng rồi, ông này ưa nói mãi đỉnh nè. cậu năm mãi đỉnh hồi bữa la cậu Năm mãi đỉnh không mà khen cái tiếng hôm nay chưa bắt lại được á. Cậu Năm mãi đỉnh đúng rồi, cậu Năm mãi đỉnh đúng. Cậu Năm mãi đỉnh, cậu Năm tuyệt vời, cậu Năm mãi đỉnh, mãi đỉnh tuyệt vời đúng rồi. Với lúc này thì chú chia sẻ thì cũng làm còn vài thời gian là vài phút rồi, nhưng mà các cháu thì hơn chừng vô phía trong cập nhật thông tin cho mọi người là cái chú đó cúng một lúc là 10 trái dừa đó cô chú anh chị ơi. Wow, dừa là có ý nghĩa là khi mà uống vô cho cậu Năm mát. Khi mà mát thì cậu mới cất tiếng hát rất là hay đó, ý nghĩa của ảnh là như vậy đó cô chú anh chị ơi. Và ở phía trong là đang cúng cơm và có những gì khách đặc biệt cũng vô viếng nè cô chú anh chị. Wow, đem những cái lễ vật trái cây hoa. Cũng 10 trái dừa luôn hả anh Thắng? Cũng 10 trái dừa. Wow, quá đặc biệt rồi. Ở phía trong là có một hot girl thì cũng đang là phụ cho cô chú anh chị khi mà đến đây. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời cô chú anh chị. Chị đó tên gì anh biết không? Chị đội nón trắng hả? Thôi không nói tên. Người ta không thích mời. Ta tốt mà nó tên ta có gì đâu. Khen nhưng mà nhiều khi không thích thì sao? Anh chưa khen mà sao biết ta không thích được. Lỡ người ta đứa đại anh nói mà anh không nói mà. Chị tên gì thì chị tự nói thằng nhỏ chị đi. Chứ bây giờ nhắc lên là chị mới đâu chị cằn nhằn hơn chừng nữa. Chị Nhi, cô chú anh chị ơi. Wow, khách rồi. Đó khi mà khách đến viếng thì hỗ trợ chị Nhi 3290 hỗ trợ lấy bình bông cũng như là đem dĩa trái cây lên. Wow, khách đến viếng bắt đầu vô đồng mà. Tuyệt vời quá. Thì ảnh cũng khuyên mọi người ở trên kênh YouTube á. Hả? Quay máy lại kìa. Quay máy lại làm gì? Trời kiếp chuyện thôi vậy. Hơn chừng chút ơi.
đưa máy qua đi. Đưa máy đi chị. Tìm em quay cho chị đi. Đó.